Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình được tặng trái sầu riêng này rất là lớn nè. Trái sầu riêng này chắc khoảng hơn 3 kg á. Thì mình sẽ đi khui trái sầu riêng này ra. Thì sẵn đây mình sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn cách khui sầu riêng làm sao cho nó dễ nha. Thường trái sầu riêng nó mới chín tới á, thì mình khui nó hơi khó nha. Mới chín tới thì cái vỏ của nó còn hơi cứng á. Còn nếu mà nó chín hơi mùi mùi tí xíu thì mình sẽ khui dễ hơn, vì nó hơi mềm vậy ha. Thì cái cách khui sầu riêng thì cũng rất là dễ, nhưng mà nếu mà mọi người không biết thì nó hơi khó khui. Thì hôm nay mình sẽ thử khui sầu riêng này, chia sẻ đến anh chị và các bạn ha. Thì nhà mình thì cũng có trồng sầu riêng, nhưng mà cái vụ này không biết làm sao mà ông xã mình làm trễ lắm, chưa có chín nha cả nhà. Thì của chị mình có chín trước, thì chị mình tặng cho mình nè. Thì hôm năm nay thì chị của mình nhiều lắm. Nó bén lắm nha cả nhà. Nó bén lắm, mình phải cẩn thận nha. Năm nay sầu riêng của chị mình nó trúng lắm. Thì rồi bây giờ thì mình sẽ nhờ người cầm máy quay, mình sẽ khui cái sầu riêng này cho cả nhà cùng xem nha. Thì thường thường ăn sầu riêng là ông xã mình khui không à. Thì hôm nay mình sẽ thử khui cách này, coi nó có dễ như là mình đã xem ở trên các bạn chia sẻ không nha. Thì giờ mời cả nhà cùng xem clip với mình nha. Coi sầu riêng này ở trong bên trong đó, nó có ngon không và cái cách khui nó dễ không ha. Cái trái sầu riêng này thì nó cũng có cái mùi thơm nhẹ đó cả nhà, mà không biết bên trong thì nó chín được nhiều ha. Thường thường nghe người ta mà thử sầu riêng thì người ta dùng cái dao người ta cạo này nè, nghe bộp bộp là nó chín thì nó bọng á. Bây giờ mình sẽ thử nha. Thì mình được biết cái cách khui sầu riêng cho nó dễ là mình cắt cái phần sợi đuôi này nè một miếng, rồi mình khui thì nó sẽ dễ hơn nha. Thì cái phần sợi đuôi này nè thì nó cũng đã úng miếng rồi, nhưng mà nó không có tới trên đây nha, nó hơi đen đen rồi nè. Sẵn đây mình cũng cắt luôn ha. Cắt thì chắc nó không biết đâu, mình chặt cho nó dễ hơn thôi, vì nó hơi bự. Nó mới 5 tiếng rồi nè. Nó có nè, để luôn mình cắt một ít cái phần ở sau đít này nè, kêu bằng cái phía sau cái sầu riêng này nè. Rồi cái đầu mình khui gì thì nó dễ hơn. Thì mình thấy các bạn khui gì đó mình cũng khui theo ha. Bình thường thì ông xã mình khui không à. Giờ quay làm sao mà cho các bạn thấy cho nó rõ hơn nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ khui từ cái phần này nha. Mình đã cắt cái phần phía sau của sầu riêng này nè một ít này để khui cho nó dễ cả nhà. Thì giờ mình sẽ thử khui cách này có nó dễ hơn không nha. Cái sầu riêng này thì nó hơi lớn, mình ngại ra thì mình thấy nó có cái lằn, nó hơi bung bung ra nè. Mình ngại từ từ ha. Sầu riêng này thì nó cũng chưa có được mùi hơn cả nhà, nên khui thì nó cũng còn hơi cứng. Nhưng mà cái cách này thì mình thấy nó cũng dễ khui hơn, mà mình không cắt cắt ra. Không cắt ra thì mình khui trái sầu riêng đó nó hơi khó hơn này một chút. Đó, dạng ôm cho cả nhà. Cái này là sầu riêng cơm vàng hạt lép nha cả nhà. Thì cái cách này mình thấy cũng dễ hơn cái cách bình thường đó. Cách bình thường mà nếu mình không có cắt cái phần đít này ra nè, cái phần phía đuôi sầu riêng ra, thì nó sẽ hơi khó khui hơn một tí. Rồi bây giờ mình sẽ khui tiếp cho mọi người ha. Đó, thường thường mình ăn sầu riêng thì ông xã mình hay khui lắm. Bữa nay sầu riêng nó bự mà nó chưa chín luôn á. Quá wow, cơm vàng quá ngon luôn cả nhà ơi. Cơm nó gì đây nè. Quá wow. Vậy là mình ăn vừa ngon vừa béo luôn đó. Giờ mời cả nhà cùng ăn sầu riêng với gia đình mình ha. Quá wow. Giờ mời cả nhà ha. Sầu riêng lúc này ở tại vườn á là chị hai mình bán xô luôn á,
là trái có nguyên hoặc trái có méo bự lớn nhỏ gì hết, là xô ngang luôn là 40.000 một ký nha cả nhà. Không biết chỗ anh chị và các bạn thì cái giá sẽ như thế nào ha. Thì mình cũng vừa chia sẻ đến anh chị và các bạn, hôm nay mình thử cách sơ cô này thì mình thấy nó cũng dễ. Thì tại cái sầu riêng này nó còn mới chín tới á, thì nó hơi cứng tí xíu. Và cái giá sầu riêng hôm nay tại vườn là 40.000 một ký ha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi clip này của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những clip tiếp theo nữa nha.